Shop Phụ Kiện Minh Thảo PCB xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Đầu xuân năm mới, Shop Minh Thảo em kính chúc tất cả các bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ngày hôm nay, bên Shop Minh Thảo em xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người về tổng hợp tất cả những cái thông số của dòng kính ngắm Red Hunter hiện tại đang có bán tại cửa hàng bên Shop. Nếu như các bác nào mà đang quan tâm về dòng sản phẩm kính ngắm của hãng West Hunter này thì đây sẽ là một video tổng hợp đầy đủ tất cả các mẫu mã để cho mọi người xem cùng một lúc. Trong cái video này em sẽ báo giá công khai luôn để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Mẫu kính ngắm đầu tiên hôm nay thì em muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người là mẫu kính ngắm West Hunter Mini các bác nhé. Mẫu này thì có thông số là 1-6 nhân cho 24 lần ISO. Tâm kính của mẫu kính nắm này nó, mọi người nhìn tâm kính thì mọi người nhìn ở bên cái vỏ hộp này thì nhìn nó chi tiết nhất, thì nhìn nó nét nhất. Còn em quay thực tế thì tí nữa em sẽ quay cho anh em xem cái mẫu HD 1-6 nhân 24 lần ISO này là có đèn hồng tâm sáng ở dấu chấm tròn ở giữa như thế này nhé các bác nhé. Một mẫu kính ngắm nhỏ gọn duy nhất của nhà West Hunter hiện tại bên em đang có. Mẫu này thì em đang bán ở bên shop có giá là 2.300.000 đồng, đã bao gồm tất cả cước phí vận chuyển rồi. Khi mua hàng các bác sẽ được lập bóc hàng ra kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên shop. Hàng khi tất cả các bác mua thì sẽ được bao test trong vòng 7 ngày và bảo hành tâm hay là lỗi gì trong vòng là 3 tháng các bác nhé. Mắt tương tương 1-6. Mẫu kính ngắm này thì là một mẫu kính ngắm chuyên để dành cho anh em đi rừng, anh em bắn khoảng cách gần từ 5 cho đến 70 mét. Các bác nào mà muốn chơi mà không cần phải là dùng cái laser ấy, thì mọi người chơi cái dòng kính ngắm mini như này thì nó sẽ rất là tiện. Hơn nữa với cái chức năng của nó là tự động bắt led thì việc zoom xa zoom gần bây giờ là hoàn toàn là dễ dàng. Các bác không cần phải xoay ở phần bên này, nó sẽ tiết kiệm một khoảng thời gian để cho mọi người lúc bắn nhé các bác nhé. Mẫu riêng về những dòng kính ngắm mini thì độ sắc led của nó rất là cao. Bác nào mắt cận mắt kém lớn tuổi thì mọi người nên cân nhắc sử dụng những mẫu kính ngắm kiểu như này. Hạn chế duy nhất của nó là kính ngắm này là chỉ chuyên để dành cho em bắn gần thôi, anh em bắn xa thì mọi người là bắn tầm 100m thì sẽ hơi bị khó đó. Phụ kiện đi kèm theo kính thì có những cái gì thì em sẽ để hết vào trong hộp kính đi kèm nhé các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết các bác cần tham khảo gì thêm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho bên em bằng hai cái số em để chỉ bằng tên kia. Bên em thì đang có chương trình khuyến mãi cho tất cả mọi người mua một cây củi tặng một cân đạn chì để cho mọi người nhân cái dịp lễ Tết, trong tháng lễ Tết này mọi người nhé. Sang đến cái sản phẩm thứ hai là mẫu kính ngắm West Hunter HDS. Mẫu này là tâm dây các bác nhé, tâm dây. Đó. Tất cả cái vỏ lắp chùm em để bên cạnh để em quay cho các bác nhìn tâm cho nó dễ. À, con này vừa lên chưa quay tâm, để em quay tâm cho các bác nhìn nhé. Đây là em quay trong nhà thì tâm nó chỉ được là, đây mọi người nhìn này, mẫu mini là 1-6 nhân cho 24 này là tâm số tâm khắc kính các bác nhé, là 2.3. Đó. Tâm số tâm các kính
Mẫu kính ngắm thứ hai của nhà Wesmoto là mẫu kính ngắm tầm trung. Mẫu kính ngắm này thì hiện tại bên shop em Minh Thảo em đang bán có giá là 1 triệu 700 nghìn đồng. Nó thuộc phân khúc của những dòng kính ngắm kiểu như là kính ngắm BSA này, kính ngắm Tegel, kính ngắm Makro. Đấy, bên em mẫu loại nào cũng có tùy vào nhu cầu sử dụng cho mỗi người nhé. Mẫu này thì là 1 triệu 700 nghìn đồng, thông số của nó 4 trừ 16 thì các bác chơi bắn xa bắn gần thì thoải mái các bác nhé. Tâm kính thì cực kỳ là sắc nét. Với cái tâm cộng như này thì các bác chơi đơn giản, dễ chơi, dễ dùng. Rất là liền mạch. Mọi người chú ý nhé. Dòng kính ngắm Westunter này nếu như các bác có để ý là ví dụ như mẫu kính ngắm này hay là một số kính ngắm sau đây sẽ có những mẫu mà sẽ không có cái ốc chống để tâm ở đây, là bởi vì là nhà Westunter người ta đã làm cái lưỡi gà bên trong này, người ta làm cực kỳ là dày dặn ở trong này rồi chứ không phải là loại lưỡi gà mỏng. Vậy nên là các bác chơi yên tâm về cái độ chống nhảy tâm của nó các bác nhé. Hơn nữa với cái việc mà tâm dây như thế này ấy, chắc hẳn là các bác thường hay lo ngại về vấn đề là đứt tâm phải không ạ? Thì mọi người nhìn, nếu như các bác nhận hàng ấy khi em soi này thì các bác không nhìn thấy đâu, còn khi các bác nhận hàng ấy các bác ngó mắt vào bên trong này, này. Các bác nhìn lấy mắt này nhìn vào bên trong cái thấu kính này này là mọi người sẽ nhìn thấy những con ốc chốt ở bên trong này thì nó có đến tận 1 2 3 4 5 6 7 7 con ốc chốt tâm ở trong này. Nó sẽ khiến cho cái tâm này nó cực kỳ là bền, nó không hề dễ đứt gãy đâu các bác nhá. Trừ khi là anh em có bị thật sự là rơi mạnh các thứ, còn với mấy vấn đề mà anh em độc đi bắn hoặc là chị va nhẹ nhẹ thôi thì thoải mái luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng, các bác ngó cái mắt của các bác vào bên trong thì các bác sẽ nhìn thấy những cái con ốc chốt của cái tâm này, cái tâm dây này. Hàng rất là người ta làm cực kỳ là tỉ mỉ. Riêng nói về kính ngắm Westunter, người ta làm từ thiết kế những mẫu logo các thứ rất là đẹp, rất là đẹp đó. Mẫu này là em bán là 1 triệu 7, các bác chú ý nhá. Mua hàng thì em sẽ bao gồm tất cả cước phí vận chuyển để cho anh em chơi. Mẫu kính ngắm thứ ba là mẫu kính ngắm Westunter AFP. Con này thì có giá là 2 triệu 800 nghìn đồng các bác nhá. Tâm kính từ con này trở đi thì nó sẽ thường thường sẽ là tâm thang như thế này. Nó đắt hơn hay rẻ hơn là do cái cấu hình của nó, mọi người chú ý này, do cấu hình cái thông số của cái thằng này là 4 trừ 16 như 44 EFP. Mẫu này thì không có đèn hồng tâm nhưng mà nó là được lên từ tâm dây lên tâm số khắc kính rồi, vậy nên là cái giá của nó sẽ đắt hơn. Đấy, như con này thì bên hãng lại làm cái ốc chống nhảy tâm ở bên ngoài, em cũng không hiểu lý do tại sao người ta làm như vậy, nhưng mà anh em yên tâm là tất cả những cái thông số kính ngắm này thì họ đều là làm từ một nhà máy, từ một dây chuyền sản xuất làm ra. Mọi người thấy đấy, em thì kính ngắm em thường nhập cả một tất cả thông số của những cái dòng nào anh em hay chơi nhất để về bán cho tất cả mọi người. Đấy, có những mẫu kính ngắm thì người ta làm ví dụ như mẫu này thì bên nhà sản xuất lại làm ốc chống ở bên ngoài này, chắc hẳn là đấy là có cái lý do của người ta. Mẫu này thì là tâm FFP 2 triệu 8 bao ship. Ở video trước thì em bảo đấy, thì cái mẫu này là mẫu anh em với thằng Tu JJ đấy, Tu JJ là anh em với cái mẫu này đấy, 2 triệu 8. Các bác chú ý nhá, là những cái mẫu kính ngắm to dài như này thì thường thường sẽ đi kèm thêm một chiếc bánh xe để cho mọi người lắp vào cái phần xoay ở đây. Sang mẫu sản phẩm kính ngắm thứ tư của nhà Westmotor, mẫu này thì nó có mã là HDL6 trừ 24 nhân cho 50 FP. Mẫu này thì thuộc kiểu dạng 5 tâm. Mẫu này thuộc kiểu dạng 5 tâm. Đó. Mẫu này thì em đang bán có giá là 3 triệu đồng các bác nhá, 3 triệu đồng. Thông số lớn hơn, đắt hơn. Nó đắt hơn. Đấy. Ví dụ nhá, vừa xong quan
cái mẫu thứ ba này thì nó có chốt, người ta làm chốt ngoài nhưng mà mẫu này thông số lớn hơn, nhưng mà người ta lại làm cái lưỡi gà bên trong. Đấy, người ta làm cái lưỡi gà bên trong như này. Đấy, mọi người nhìn này. Còn tâm kính thì vẫn thế. À, em xin lỗi các bác, tâm kính thì loại này là loại lâm tâm các bác nhá, loại lâm tâm. Giá của nó là 3 triệu. 3 triệu. Lâm tâm. Đó. Mẫu kính nhắm thứ 5, nếu như các bác cần nâng cấp mà anh em thích có đèn hồng tâm thì cái mẫu kính ngắm sau đây là mẫu kính ngắm 4 trừ 16 nhân cho 50. Cái 6 trừ 40 trừ 16 nhân 50 và 6 trừ 24 nhân 50. Hai cái mẫu kính ngắm này thì nó sẽ có đèn hồng tâm để cho các bác chơi nhá. Đó, kính ngắm này tổng thể chiều dài thì nó sẽ dài hơn những cái kính ngắm kia. Cái 4 trừ cái 6 trừ 24 nhân 50 nó sẽ dài hơn khoảng độ 5 cm so với con 4 trừ 16 nhân cho 50 các bác nhá. Còn về tất cả các thứ tâm kính hay là phụ kiện đi kèm nó sẽ vẫn y xì là như nhau. Hơn nữa, mẫu này thì có đèn hồng tâm để cho anh em bắn ở trong điều kiện là thiếu ánh sáng. Đấy. Càng kính càng thông số cao, mọi người, càng thông số cao thì kính ngắm nó càng dài, zoom càng xa. Phải không ạ? 4 trừ 16 nhân 50 và 6 trừ 24 nhân 50. Con này lần lượt có giá là 3 triệu 2 và 3 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé. 4 trừ 16 nhân 50 là 3 triệu 2. 6 trừ 24 nhân 50 là 3 triệu 3. Các bác chú ý. Vừa rồi là toàn bộ thông tin cấu hình và giá của sản phẩm và tổng hợp tất cả những thông số của dòng kính ngắm Toronto mà hiện tại bên shop Minh Thảo em đang bán. Mọi thông tin chi tiết các bác hãy liên hệ cho bên em bằng cách là gọi điện trực tiếp hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo bằng hai số điện thoại em để cho bạn trên kia. Các bác cần tư vấn bất kỳ một điều gì em sẽ tư vấn cho tất cả mọi người. Anh em cần những cái mẫu kính ngắm quay quay tâm hay là như nào, chi tiết như nào đấy, thì mọi người nhắn tin qua Zalo cho bên em. Video của shop Minh Thảo em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau nhé.